Hello, Quốc Võ xin mến chào tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bà, các em. Hôm nay mọi người có khỏe không? Quốc Võ chuẩn bị đi tập gym. Thì trước khi đi tập thì mình muốn làm một cái clip mình chào hỏi mọi người, những cộng đồng mạng, những bạn bè thân hữu gần xa. Bây giờ thì phải ráng đi đi tập. Tại vì vừa rồi đi thử máu thì thấy là cái lượng mà mỡ trong máu, tức là cholesterol các bạn, tới 250 luôn, tức là phải nói là quá cao. Bởi vì cái lượng mà bình trung bình á, thì khoảng từ 100 cho tới 150 thôi là trung bình. Mà nếu như là maximum mà cái mức mà cao nhất á, là khoảng chừng 200 là đã thấy là cao lắm rồi. Nhưng mà mình tới 250 lận, cho nên là phải nói là bác sĩ giật mình nói là quá cao quá. Thì bây giờ đó thì phải uống thuốc và phải ráng chịu khó tập mỗi ngày. Mỗi ngày thì chịu khó bỏ ra khoảng chừng từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng tập chạy bộ rồi tập thể hình này nọ được đó, để cho nó giảm cái cholesterol xuống, chứ nếu không thì phải bứt bứt bóng lúc nào luôn á đó. Đó thì mình cũng hơi lo lắng, cho nên là mình phải chịu khó. Rồi thằng em trai Tuấn Bình đó, nó nói là phải anh chịu khó dậy sớm đi rồi hai anh em cùng đi tập cho vui. Mỗi người tập thì dĩ nhiên là nó cũng đôi khi nó cũng làm biếng các bạn, cho nên hai cái anh em cùng đi tập để Tuấn Bình thì professional rồi, hay tập thường lâu nay rồi, tập cũng dữ lắm, nắm được tất cả những cái động tác căn bản, cho nên chúng mình sẽ chỉ lại cho Quốc Võ để cho biết những cái động tác căn bản mà tập để cho nó có thể là nó nở chỗ nào đó các bạn đó. Thì cho nên là phải chịu khó, sáng nào cũng phải phải dậy hết đó. Lúc 7 giờ sáng hôm nay, tức là 10 giờ tối của các bạn đó, ngày hôm qua đó, buổi tối hôm qua đó, thì ở Hà Nội đó, Bộ Y tế họp khẩn cấp về cái con virus gọi là COVID-19 các bạn. Bởi vì hiện tại bây giờ có một cái thông tin mà chính xác là coi như là một cái cô gái này, cô đi du lịch lịch khắp nơi, đi du lịch rồi từ Anh rồi qua Pháp, qua Ý, qua gì đó tùm lum hết á, là mà cô đã tới những cái nơi mà đã bị nhiễm con virus đó ở bên những nước kia, và cô ấy đã về Việt Nam. Về Việt Nam trong một chuyến bay, thì Quốc Võ cũng đang đang xem một cái tờ báo Tuổi Trẻ. Họ viết lại về cái lịch trình mà coi như là cô gái này cổ đã đi rồi. Ở bên Pháp là cổ đã gặp chị gái của cổ nữa, rồi chị gái của cổ là bị nhiễm cái con Covid này nữa rồi. Nói chung là chỉ về nước vào cái ngày nào các bạn biết không? Về nước ngày 2 tháng 3 là về nước. Thì lúc này chị không có bị sốt gì cả, nhưng mà chỉ ở trên chuyến bay đó là chị đã bị dính con virus đó rồi. Thì trên chuyến bay đó tổng cộng là các bạn biết là tới là 179 người lận ở trên chuyến bay đó, 197 người chứ, trong đó cả hành khách và phi hành đoàn luôn. Rồi thì những cái sự mà tiếp xúc va chạm trên chuyến bay đó thì ai biết được là cái người nào mà bị lây hay không lây đâu. Cho nên mà đến thời điểm này thì những tất cả những cái hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đó thì vẫn chưa có bị gì hết đó, nhưng mà họ đã bị cách ly tất cả mọi 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 tất cả vào một cái chỗ cách ly rồi. Thì các bạn biết là cái nhà riêng của cô gái này là ở cái phố Trúc Bạch ở Hà Nội đó đó, và có 8 người tiếp xúc với cổ, là gồm có bố này, rồi các bác nè, rồi những người tập vụ, là một tài xế xe riêng này nọ, rồi rất rất là nhiều người, tới 8 người trong tiếp xúc đó. Và hiện tại bây giờ nguyên cả cái khu phố đó là bị cách ly luôn các bạn. Thì lúc 8 giờ tối ngày hôm qua của các bạn là bên Việt Nam đó, 8 giờ tối ngày hôm qua thì Bộ Y tế ở Hà Nội là đã họp khẩn cấp để đưa ra một cái hướng mà giải quyết cái việc này. Và hiện tại bây giờ là cái sự việc này nó làm cho cả dân chúng tại Hà Nội đang 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 hoang mang, đang lo sợ các bạn. Bởi vì người này lây người kia, lây người nọ đó thì mình không biết được. Nhưng mà thôi thì các bạn đừng có quá lo sợ. Mình cứ nghĩ rằng là trời cái ai nó dạ đi ha. Mình cứ là tự cách ly bản thân của mình, đừng có tiếp xúc cho đông người nhiều quá. Mình cứ ở trong nhà thôi, rồi khi mà mình ra đường mình mua bất cứ một cái gì để mình tiêu xài trong nhà mình đó, thì mình nên mang khẩu trang cho nó kỹ, 2 3 lớp gì đó. Rồi mình rửa tay thường xuyên, tại vì cái con vi khuẩn nó ở trên cái tay của mình á, thì nó sống được 10 phút cho các bạn, nó sống được 10 phút. Thì bởi vậy cho nên là khoảng chừng 10 phút là các bạn nên rửa tay nếu các bạn đi ra ngoài tiếp xúc, hoặc là các bạn đi ăn uống ở ngoài trong những nhà hàng đó, thì các bạn nhớ là mình phải trước khi mà mình cầm đồ ăn lên ăn thì mình nên vào trong restroom mình rửa tay trước sạch sẽ.
mình có một cái nước rửa tay mà mua trong cái chai nhỏ nhỏ vậy nè, mình đem theo đó. Thì mình rửa tay xong rồi mình dùng đũa và mình hạn chế đặt để cái tay của mình lên trên cái bàn, tại vì đôi khi cái bàn nó là những cái chỗ mà có virus ở trên trên bàn các bạn, thì mình hạn chế. Tốt nhất là mình nên nấu ăn tại nhà, mua đồ về nhà nấu ăn và hạn chế để cho nó qua cái đại dịch này cái đã. Thì mình suy nghĩ rằng là mùa hè năm nay thời tiết nó qua 27 30 độ trở lên đó, thì cái con vi khuẩn này nó sẽ không có sống được với cái thời tiết mà là nóng. Vì vậy cho nên là các bạn nhớ là đừng có uống nước lạnh nha các bạn. Nước tuyệt đối là không có uống nước lạnh, và nên uống nước nước ấm, nước nóng đó. Nó càng nóng chừng nào thì nó càng tốt chừng ấy. Và các bạn uống nước thường xuyên. Cứ mỗi 15 phút thì các bạn nên uống nước. Mình cố gắng mà giữ cho bản thân của mình, rồi mình ăn ngủ điều độ, để tập thể dục, ăn ngủ điều độ. Bởi vì những cái người mà bị con vi khuẩn này nó tấn công và bị thiệt mạng đó là những người mà lớn tuổi không à, họ không có sức đề kháng nhiều, họ lớn tuổi cho nên họ mới mới không có đủ sức để mà chống lại con virus này. Còn những người mà trẻ 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 thì họ vượt qua hết, cho nên là mình đừng có hoang mang, mình đừng có lo sợ quá, bởi vì chuyện đâu cũng có đó. Nói chung là cái lượng lây nhiễm hiện tại bây giờ nó chỉ là cái đầu ngón tay thôi, một vài người thôi. Thì nó hiện tại bây giờ thì tất cả ở Việt Nam theo báo chí đăng đó, thì có 17 người bị nhiễm và 16 người thì được về nhà rồi, nói chung là họ đã chữa khỏi rồi. Chỉ có cái trường hợp này là trường hợp mới nhất mà bây giờ Bộ Y tế đang 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 báo họp báo rất là khẩn cấp về cái trường hợp này. Bởi vì cô gái này không biết là cô gái cổ đi đâu, cổ trước khi cổ vào trong bệnh viện thì cổ đã tiếp xúc với những ai rồi thì mình chưa biết. Bởi vậy cho nên là nó rất là hoang mang, gây hoang mang tại Hà Nội nha bạn. Đó. À, với lại hôm nay là bên Việt Nam là 7 tây, thì bên bên Mỹ là 6 tây. Thì ngày mai nữa là cái ngày gì các bạn biết không, các bạn nhớ không, ngày quốc tế phụ nữ đúng không, ngày quốc tế phụ nữ. Thì cứ mỗi năm mà ngày quốc tế phụ nữ thì Quốc Võ đều làm những cái clip để chúc mừng các bà, các cô, các chị, các em, bởi vì ông trời ông sinh phụ nữ ra hay lắm. Eva mà, tức là phụ nữ là một cái gì đó tuyệt vời nhất, một cái gì đó chịu khó chịu thương, một cái gì đó mà thượng đế đã ban tặng cho phụ nữ là để được yêu thương, là được tôn vinh. Những cái nét đẹp văn hóa, những chiếc áo dài mà của Việt Nam chúng ta đã đi vào huyền thoại thì cũng do phụ nữ mặc. Những cái gì đó mà tốt đẹp nhất là, với lại khi mà phụ nữ mà khi mà họ sanh con đẻ cái là một cái gì đó mà nó thiêng liêng nhất trong cuộc đời đó. Người đàn ông thì không làm được điều đó, mà chỉ có người phụ nữ mới làm được điều đó thôi. Cho nên Quốc Võ lúc nào cũng tôn trọng những người phụ nữ, những người nhất là những người đã sanh thành ra mình, mẹ của mình, bà ngoại của mình, những cái người vợ của mình và những cái người xung quanh của chúng ta. Cho nên thì năm nào tới cái ngày này cũng làm clip để chúc mừng các bạn, các cô hết á đó. Đó, mong rằng tất cả mọi người đều thương yêu lẫn nhau, rất là khỏe mạnh, càng ngày càng chịu khó chịu cực lo cho chồng con này nọ tất cả mọi thứ đó. Nhất là ở Việt Nam thì cái phong tục tập quán vẫn còn phụ nữ họ không có được tiếng nói nhiều các bạn. Không biết bây giờ thì đã bớt chưa, nhưng mà ở Mỹ này thì nó sòng phẳng lắm, nói chung là nó hòa đồng, nam nữ giống nhau, mà phụ nữ còn có được tôn trọng hơn nam nữa đó ở bên Mỹ. Còn ở Việt Nam thì cái phong tục nó là chồng chú vợ tôi đó. Nó đôi khi ở những cái nơi nào mà nó xa xôi hẻo lánh thì nó vẫn còn những cái phong tục đó, chồng đánh vợ này nọ là cũng là vẫn còn hiện tại bây giờ. Cho nên thì chúng ta nên thương yêu phụ nữ nhiều hơn, bởi vì cả đời của người phụ nữ thì họ đã chịu cực chịu khó từ khi mà còn nhỏ lên, rồi sau này rồi có chồng rồi sanh con rồi là phải vừa đi làm vừa lo lắng cho gia đình này nọ, rất là đủ thứ đó. Cho nên đối với người đàn ông thì Quốc Võ là mong muốn là tất cả mọi người đàn ông phải thương yêu cái người phụ nữ của mình nhiều hơn, thương yêu tất cả những cái người mà đã sanh thành ra bản thân của mình đó. Cuộc đời Quốc Võ tôn thờ nhất là bà ngoại. Bà ngoại là một người rất là chịu khó chịu cực từ khi mà còn rất là nhỏ, nuôi nấng dạy dỗ đàn con đàn cháu cho tới khi mà tuổi xế chiều các bạn vẫn còn đó. Cho nên thì Quốc Võ hồi nhỏ thì bởi vì chiến tranh chia cách cho nên cha mẹ không có gần nhau, bởi vậy mỗi người mỗi ngã, rồi lại là Quốc Võ sống cho ông với lại ông bà ngoại, thì được bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ, cho nên những cái gì mà
nó tuyệt vời nhất trong tuổi tuổi thơ đó, thì Quốc Võ đều nhớ về ngoại của mình. Đó là lý do tại sao mà Quốc Võ sáng tác một cái bài mà Ngoại ơi con nhớ đấy các bạn. Hôm nay thì mình cũng có một vài chia sẻ về cái câu chuyện về cái con Covid-19 này, thì mình cũng mong rằng là tất cả mọi thứ nó sẽ mau qua đi, cái con này nó bị sẽ bị tiêu diệt sớm để cho mọi người chúng ta có thể là mở tiệm lại làm ăn cho nó đang cho nó chứ một bữa giờ là mình biết rằng là những cái tiệm tùng, những tiệm tạp hóa, những nhà hàng, những khách sạn, những cái resort, những cái quán ăn này đó, tiệm nail chẳng hạn, bộ phận rất là ế ẩm, bởi vì cái ai mà vào để như là sinh hoạt hàng ngày giống như hồi xưa nữa, bởi vì họ lo sợ bị lây nhiễm đó. Đó là lý do tại sao mà cái kinh kinh tế càng ngày nó càng càng thấp, sa sút cái nền kinh tế, mất cái ổn định đó. Thì mình cũng mong rằng mọi chuyện nó sẽ qua đi rồi mọi người lại bình thường trở lại, để mùa hè này Quốc Võ còn đi về đấy chứ, nếu mà cái kiểu này cũng biết sao đây. Tại vì bây giờ là tất cả những chuyến bay từ từ Mỹ về, hoặc là từ những nước khác châu Âu về, hoặc là châu Á về là đều bị cách ly hết các bạn, rất là mệt mỏi đó. Thì bây giờ Quốc Võ sẽ đi gym, cố gắng quay một vài cái cảnh nào đó ở trong gym cho các bạn coi cho nó vui, bởi vì thường thường trong gym thì người ta không có cho mình quay về lại này nọ được, tại vì nó ảnh hưởng tới những người bên cạnh đó. Đó thì khách kệ, cũng ráng lén lén quay vài cái cho các bạn thấy là mình có đi gym chứ mà không. Ok rồi, thì sẽ có một vài cái tin vui trong những cái ngày sắp tới, tin rất là đặc biệt nha. Mình sẽ chia sẻ những tin này bên kênh phía bên kia, còn cái kênh này thì mình sẽ chia sẻ tới đây thôi, và chúc cho tất cả mọi người luôn luôn là thành công, luôn luôn an lành nha các bạn nha. Bye các bạn. Các bạn bây giờ các bạn theo trong Quốc Võ đi vào trong chỗ Go Gym nha, để mình coi bên trong cái gì đó nào đó. Go Gym. Chúc các bạn quen thật là tuyệt vời nha. Bye các bạn.